Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến ầm ầm, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tổ tiên báo mộng, được lộc trời cho, gặp may hốt bạc đổi đời, tiền bạc ào về như nước lũ, giàu nhanh chóng mặt, đúng trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thân mến, mới đây nhất, khi xem vận mệnh của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, các bậc thầy tử vi cho biết, bước sang 3 tháng cuối năm 2024, anh chị tuổi Nhâm Tuất sẽ đón nhận thiên mệnh đổi vận sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ diễn biến ra sao trong 3 tháng cuối năm 2024 này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi chia sẻ chi tiết ngay sau đây. Xét tổng quan vận trình tử vi trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. 3 tháng cuối năm 2024 có thể là khoảng thời gian nhiều thử thách và áp lực cho những người tuổi Nhâm Tuất. Các Nhâm Tuất cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn, biến động và cả những bất trắc nữa. Trong 3 tháng cuối năm 2024, mọi việc mà Nhâm Tuất muốn đạt được đều phải đổ mồ hôi công sức gấp nhiều lần so với năm cũ. Cảm giác kiếm tiền chật vật có thể khiến Nhâm Tuất nản lòng, nhưng đừng từ bỏ nhé. Hãy nhớ rằng, chỉ cần kiên trì thì vẫn sẽ vượt qua được những trở ngại này. Về công việc, Nhâm Tuất có thể gặp nhiều trục trặc và thách thức. Trong 3 tháng cuối năm 2024, các mối quan hệ xã giao của Nhâm Tuất cũng có thể gặp vấn đề do tiểu nhân quấy phá. Nếu có cơ hội thăng tiến thì cũng không rõ ràng, Nhâm Tuất sẽ phải rất cố gắng mới có thể đạt được. Về tài chính, 3 tháng cuối năm 2024 có thể mang đến những thách thức, đặc biệt là đối với người làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng, hãy cố gắng hết mình và mọi chuyện sẽ ổn định, vận trình sẽ cải thiện hơn. Vào 3 tháng cuối năm là thời điểm đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tình cảm của bản mệnh tiến triển một cách hài hòa và đặc biệt. Nhâm Tuất luôn được người thân quan tâm và thấu hiểu. Chính điều này đã tiếp thêm động lực và sức mạnh để Nhâm Tuất đối mặt với những khó khăn và cố gắng tiến về phía trước. Đặc biệt 3 tháng cuối năm, sức khỏe của Nhâm Tuất có dấu hiệu suy giảm, chủ yếu là do phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Hãy cố gắng duy trì trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết và tâm sự với người đáng tin cậy để cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, Nhâm Tuất cũng cần phải đi lại cẩn thận để phòng họa huyết quang. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, công việc của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 10 âm lịch này nhìn chung vẫn có những chuyển biến khá tích cực. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra khá chậm, đòi hỏi bản mệnh phải thật sự kiên nhẫn và bền bỉ,
nóng vội càng dễ hỏng việc. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng mang tới cho con giáp này những cơ hội để phát huy năng lực, dành về những điều mình luôn mong ước. Lại có cả thái dương các tinh nhập mệnh, bạn có thể sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối, bản mệnh tìm lại được sự hứng khởi trong công việc. Nhiệt tình, xông xáo, thời gian này, bạn khá xông xáo nên dễ đưa ra những quyết định táo bạo, có lợi cho con đường sự nghiệp sau này. Nhìn chung, bạn hầu như không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng bận rộn, chạy đôn chạy đáo để lo công chuyện. Những cố gắng và nỗ lực của bản mệnh rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi có không ít cơ hội phát triển dành cho bạn, khả năng thăng tiến cũng theo đó mà tăng dần lên, không lo mắc phải những sai sót không đáng có. Quý nhân của bạn có thể chính là cấp trên, đồng nghiệp ở nơi làm việc, những người hiểu và công nhận năng lực của con giáp này. Nhờ vậy, bạn được trọng dụng và trao cho những trọng trách quan trọng. Cơ hội đến cũng kèm theo không ít thách thức và cả áp lực, nhưng đừng quá lo lắng, nếu biết tận dụng và vượt qua được, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Thời điểm này, tuổi Nhâm Tuất nên tự dựa vào sức mình, đừng trông chờ hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Bởi chẳng ai biết bạn cần làm gì để đạt được mục tiêu mình mong muốn hơn chính bản thân bạn. Sự chủ động sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Đừng sợ mình không làm được, chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách. Đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Xét về phương diện tài lộc, tháng này, công việc tiến triển thuận lợi, song đường tài lộc của tuổi Nhâm Tuất có thể không được lý tưởng như bạn mong đợi. Bản mệnh ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tài lộc bị kìm kẹp, buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định. Cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài, tiền lúc có lúc không, lúc được thì được khá nhiều, nhưng mất thì cũng dễ trắng tay. Thu nhập từ công việc chính của bản mệnh vẫn khá ổn, nhưng cũng bởi con giáp này có nhiều tham vọng, muốn kiếm được nhiều hơn nên có đôi khi bạn chấp nhận mạo hiểm. Song trong một tháng tài khí giảm sút như này, sẽ không có lợi cho làm ăn lớn. Nếu tuổi Nhâm Tuất đang nắm giữ trong tay các hạng mục đầu tư, kinh doanh mạo hiểm, thì bạn càng nên thận trọng, đừng bao giờ giữ suy nghĩ cố đấm ăn xôi. Bởi khi không có tài tinh chiếu mệnh thì có muốn gặp may về tiền bạc cũng khó, càng đầu tư kinh doanh nhiều thì càng dễ thua lỗ nhiều. Nếu bản mệnh cứ cố chấp tiến hành sẽ rất dễ gặp vấn đề thất thoát, không thì cũng trục trặc về giấy tờ pháp lý. Hơn nữa, con giáp này hầu như không có người giúp đỡ, nên mọi việc đều phải tự thân vận động, các nguồn thu phụ trong tháng cũng bị sụt giảm. Có ôm đồm nhiều việc thì hiệu quả cũng không cao, trong khi áp lực tinh thần ngày càng nặng nề. Ngoài ra, điềm báo tử vi cũng cho thấy, tuổi Nhâm Tuất dễ làm rơi tiền mất của, không cẩn thận nên có thể bị lừa gạt hay trộm cắp lúc nào cũng chẳng hề hay biết, cần để tâm hơn đến tài sản, tiền bạc của mình nếu không muốn mất tiền oan. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, bước sang tháng 10 âm lịch này, nhờ có thiên diêu trợ nhân duyên, phương diện tình cảm của tuổi Nhâm Tuất có khá nhiều điểm sáng. Tháng này nhân duyên tốt đẹp cũng giúp người độc thân sớm tìm thấy đối tượng ưng ý. Bạn cảm thấy may mắn và thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại. Vận đào hoa có xu hướng khởi sắc nhưng khá chậm. Bản mệnh nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Hãy là chính mình trong mọi tình huống, bạn sẽ sớm tìm được người ưng ý. Một vài người dù đang có nhiều lựa chọn hứa hẹn, nhưng hơn ai hết, con giáp này hiểu được nơi trái tim mình thuộc về và sẽ không bỏ lỡ thời gian để có thể sớm ở bên cạnh người mình yêu. Còn nếu đang trong quá trình tìm hiểu thì bạn cũng xác định được tình cảm của mình, chẳng mấy chốc sẽ nên duyên thành đôi. Mối quan hệ của người đã lập gia đình không còn mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng ngày càng gắn bó sau những sóng gió xảy ra. Trước đó thì con giáp này đã biết quý trọng những gì mình đang có trong tay. Bạn hiểu được rằng người thân là những người duy nhất ở lại bên mình khi có bão tố ập tới. Một số cặp vợ chồng muốn sinh thêm em bé có thể đón tin vui khi đang có sự hỗ trợ từ nguyệt lệnh lâm dưỡng. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này tuổi Nhâm Tuất biết tự chăm sóc cho bản thân mình, không cần người khác phải lo lắng, nhắc nhở, nhờ thế mà sức khỏe của con giáp này khá tốt. Tình trạng thể chất của bạn đang khá ổn định, nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan, hãy duy trì lập lịch tập thể dục thể thao đều đặn, để cơ thể quen với nhịp độ tập luyện thường xuyên, nhằm cải thiện và tăng cường sức khỏe. Bạn cũng nên chú trọng dưỡng sinh theo mùa để thuận ứng tự nhiên. Về chế độ dinh dưỡng, bản mệnh nên ăn uống thanh đạm và đa dạng các loại thực phẩm. Thức ăn béo ngậy thường khó tiêu, khó hấp thu và dễ gây cảm giác ngấy chán, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, đầy bụng, chậm tiêu.
Tử Vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất tháng này khó mà có bước tiến khả quan. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy, bạn trở thành người dễ an phận thủ thường, ngại phấn đấu, không muốn phải vất vả, mất công mất sức. Mỗi khi gặp phải bất đồng ý kiến, bản mệnh thường có ý muốn thỏa hiệp chứ không muốn đứng lên bảo vệ quan điểm của mình. Vì thường xuyên xuôi theo ý kiến của người khác, nên bạn thường không được lãnh đạo đánh giá cao. Một vài người thường xuyên lo lắng, bất an về tương lai trước mắt, nhưng lại không có hành động thực tế để vươn lên khẳng định bản thân mình. Bạn dành nhiều thời gian để suy nghĩ dẫn dơ hơn là bắt tay vào làm việc. Nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, công việc của con giáp này sẽ mãi dậm chân tại chỗ, bạn cũng khó có thể tiến bộ được. Ngoài ra, tuổi Nhâm Tuất cần trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Nếu cảm thấy bối rối trước những sự lựa chọn, bạn cũng có thể nhờ người khác phân tích rồi dần dần xác định được hướng đi cho mình. Trên thực tế thì tháng này bạn không phải không có cơ hội để vươn lên. Dịch mã cho thấy, nếu như bản mệnh luôn nhắc nhở mình cố gắng sẵn sàng tham gia vào các buổi học tập, thảo luận, sẵn sàng đi những chuyến công tác xa thì bạn sẽ học được những điều đáng quý. Sự nỗ lực của bạn ắt được cấp trên ghi nhận và dành cho nhiều cơ hội để phát triển hơn. Xét về phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 11 âm lịch này chủ yếu vẫn dậm chân tại chỗ. Bạn không có ý chí phấn đấu cũng như không thích cạnh tranh, nên thường nhường cơ hội kiếm tiền vào tay người khác. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy, nếu bản mệnh vẫn giữ tình trạng này, bạn sẽ thua cuộc trước nhiều đối thủ cạnh tranh, khiến tiền bạc tổn thất. Sự lo lắng, thiếu tự tin, thiếu định hướng khiến bạn thường trần trừ do dự. Khi đứng trước các cơ hội, bạn cần tin tưởng hơn vào khả năng của chính mình. Chỉ khi bắt tay vào làm, con giáp này mới biết khả năng của mình đến đâu. Nếu từ bỏ quá sớm, bạn vừa không kiếm được tiền lại vừa bỏ lỡ thời điểm phát hiện năng lực tiềm ẩn của mình. Thực tế thì bản mệnh cũng không phải chịu tác động quá lớn của hung tinh, nên dù tiền bạc không đổ vào túi ồ ạt thì cũng không đến nỗi bị kẻ xấu lừa gạt, gây tổn hao quá lớn. Nếu bạn quyết tâm hơn trong công việc, dịch mã cho thấy con giáp này vẫn có cơ hội kiếm được đồng ra đồng vào, không phải lo lắng chuyện chi tiêu. Người làm công ăn lương nếu muốn kiếm thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống thì có thể bắt tay vào làm thêm. Tuổi Nhâm Tuất cần sắp xếp thời gian hợp lý để vẫn đảm bảo công việc chính mà vẫn có sức để làm các công việc tay trái. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Nhâm Tuất khá ảm đạm khi lứa đôi có dấu hiệu xa cách. Người độc thân thì không mặn mà với chuyện yêu, đương dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy. Bạn thường xuyên lo lắng, phiền muộn vì các vấn đề trong cuộc sống nhưng lại không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Vì vậy, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia dần dần nảy sinh khoảng cách. Thậm chí hành động của con giáp này còn khiến đối phương hiểu lầm, đẩy đôi bên vào nhiều mâu thuẫn rạn nứt. Nếu tin tưởng nửa kia của mình, bạn cần chủ động mở lòng và tâm sự với người ấy nhiều hơn. Dù người ấy không thể có những hành động thực tế để giúp đỡ bạn đi nữa, thì cũng có thể khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi tinh thần nhẹ nhõm, bản mệnh cũng sẽ có những cái nhìn lạc quan hơn về mọi việc với những người vẫn còn độc thân. Bạn không muốn giữ những mối quan hệ quá thân mật với người khác. Bản mệnh cho rằng mình vẫn có thể sống tốt mà không cần đến sự quan tâm của bất cứ ai. Do đó, bạn thường chọn cách làm ngơ với những tin nhắn quan tâm của người khác, dù không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương đi chăng nữa. Con giáp này cũng không nên có thái độ quá cực đoan khi được ai đó giới thiệu mai mối. Hãy cư xử một cách lịch sự để không làm mất lòng người có ý định tốt với mình. Xét về phương diện sức khỏe. Tháng 11 âm lịch này, tuổi Nhâm Tuất không mắc phải bệnh nặng nhưng do tinh thần thường xuyên bất an, lo lắng, nên bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn làm bất cứ việc gì. Bạn cần tìm cách thích hợp để giải tỏa những áp lực trong lòng mình. Hãy tâm sự với người khác hoặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành nhiều hơn. Bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, dần dần tìm ra cách thích hợp để giải quyết khó khăn. Một số người mắc phải bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi. Trong khoảng thời gian này cần chú ý hơn đến chuyện ăn mặc, sinh hoạt khi thời tiết thay đổi. Đừng để những căn bệnh vặt vãnh ấy cản bước chân bạn, khiến cho con giáp này không còn muốn tập trung vào nhiệm vụ chính. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tương hình án ngữ tháng này,
tuổi Nhâm Tuất được dự báo đương đầu với khá nhiều sóng gió. Người làm văn phòng dường như luôn làm không hết việc, người kinh doanh thì chạy dạy khổ sở bên ngoài. Ở vào thời điểm cận kề năm mới, đáng lẽ mọi việc cần phải được gấp rút hoàn thiện để có thể yên tâm đón Tết, nhưng bản mệnh vẫn phải nhiều phen lao đao. Khi công việc có dấu hiệu trì trệ, tiến độ chậm trễ, lại thêm nguyệt lệnh lâm suy, con giáp này khó có thể thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đặt ra ban đầu. Mọi việc dần đi chệch khỏi tầm kiểm soát của tuổi Nhâm Tuất, trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên sốt ruột, căng thẳng, một khi tư tưởng rơi vào bế tắc. Con giáp này cũng ngày càng thiếu tin tưởng vào bản thân, chẳng còn tâm trí để tập trung vào công việc, đáng lẽ phải tìm cách khắc phục khó khăn để chuyển nguy thành an, thì bạn lại có dấu hiệu bỏ bê, chán trường. Điều này tạo thành một dòng luẩn quẩn, việc dồn việc, rắc rối trồng chất, tinh thần càng thêm chán trường. Chẳng những vậy, bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên, khi các ý kiến đưa ra thường vấp phải sự phản đối hoặc nghi ngờ của tập thể. Bởi sự tự tin, kiêu ngạo từ những công việc trước khiến cho bản mệnh mất điểm với những người xung quanh. Cũng có những thời điểm tuổi Nhâm Tuất quá dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đã có, mãi ngủ quên trên chiến thắng mà bạn đã lơ là nhiệm vụ. Tinh thần chiến đấu bị phủ bụi, những điều này chủ yếu xuất hiện ở những người làm công ăn lương, quan chức, làm văn phòng. Dù vậy, đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nhảy việc. Thời điểm cuối năm, bạn nên hài lòng với những thứ ở hiện tại kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Lưu ý tháng này có sự xuất hiện của sao Thái Mờ, mang theo vận quý nhân là nữ giới khá dượng, nếu cần tới sự trợ giúp từ ai đó. Tuổi Nhâm Tuất hãy nhờ một vài người bạn hay đồng nghiệp là nữ của mình, họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh, sự nghiệp, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xét về phương diện tài lộc, tháng 12 âm lịch này dự báo tình hình tài chính của tuổi Nhâm Tuất chưa có sự khởi sắc. Mặc dù có Thái mời chủ điền sản đất đai chiếu mệnh, nhưng tài vận chịu tác động mạnh mẽ từ tương hình cục và nguyệt lệnh lâm suy, nên có thời điểm giảm sút đáng kể. Với người làm văn phòng, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch cải thiện thu nhập của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong muốn. Có lẽ con giáp này chỉ có thể trông chờ vào khoản thưởng Tết cuối tháng, khi đó tài chính mới có sự cải thiện. Vấn đề duy nhất bạn phải quan tâm là cần cân đối thu chi hơn, do là tháng cận Tết nên các chi phí phát sinh cũng không ít. Vì thế, nếu không có kế hoạch tài chính tốt thì bản mệnh cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu mà thôi. Với người làm kinh doanh, việc đầu tư nên tính đường dài, tránh việc thấy cái lửa trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Nhất là khi vận khí tháng này có dấu hiệu sa sút khá mạnh, những thương vụ mạo hiểm nên được hạn chế, càng hứa hẹn lời lãi cao lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tháng này, tuổi Nhâm Tuất cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, dùng những thủ đoạn để cướp công đoạn sức của bạn, tốt nhất trong thời điểm này. Bạn đừng vội khởi sự, năm hết Tết đến hãy tạm gác các kế hoạch, đợi ra Tết hẳn tính toán cẩn thận hơn để nắm chắc phần thắng trong tay. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, trái ngược với những điều kém may mắn trong công việc và tài lộc, phương diện tình duyên của tuổi Nhâm Tuất lại thăng hoa mạnh mẽ trong tháng 12 âm lịch này. Nhờ có thái âm chiếu mệnh, vận đào hoa của con giáp này tăng lên, mở ra nhiều cơ hội tình cảm cho cả người đã có gia đình lẫn người độc thân. Đặc biệt là với người độc thân, nếu biết nắm chắc cơ hội thì không khó để bạn tìm được mối nhân duyên tiền định của mình. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để mở trái tim mình, đón tình yêu bằng cách tự tin hơn về sức hút từ con người tự nhiên của mình. Đừng cố bắt chước hay tỏ ra giống ai đó, bởi đấy sẽ không còn là bạn nữa. Hãy cứ là chính mình trong mọi hoàn cảnh, từ thân bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự. Với những người đã lập gia đình, tình cảm chẳng những không có dấu hiệu phai nhạt mà còn ngày càng nồng ấm hơn. Ở những ngày cận kề Tết Nguyên Đán này, công việc của cả hai tuy đều bận rộn, nhưng dù vậy vợ chồng bạn đều biết dành thời gian cho nhau, nên không có mâu thuẫn gì quá lớn. Tình cảm thăng hoa và êm ấm cũng tạo động lực để tuổi Nhâm Tuất quyết tâm vượt qua nghịch cảnh. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này có nguyệt lệnh lâm suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng, mà phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất cũng có dấu hiệu sa sút, sức lực hư hao, thể trạng uể oải sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. Khi cơ thể mỏi mệt, đầu óc sẽ thiếu minh mẫn, dễ dẫn tới hành sự sai lầm, gây tổn thương tinh thần cho người khác, đồng thời cũng khiến bản thân bạn vướng vào rắc rối. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời sẽ nhanh chóng biến mất,
nếu tuổi Nhâm Tuất duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng nên học cách suy nghĩ tích cực, chia sẻ với người thân để giải tỏa áp lực. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Kế đô là hung tinh, kỵ nữ hơn nam, với tuổi Nhâm Tuất nam mạng thì nhẹ nhàng hơn đôi phần. Năm có sao này chiếu, đương số dễ gặp chuyện không may, tai nạn bất ngờ, hao tài tốn của, tàn khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Theo niên hạn, hạn địa dõng. Hạn địa dõng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tuất 2024, năm con rồng, tuổi Nhâm Tuất nam mạng gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ, hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, cát bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Cách hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn địa dõng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương là phúc tinh có tính chất cứu giải rất tốt, tốt cho nam mạng hơn nữ mạng. Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao này chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn địa dõng. Hạn địa dõng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tuất 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Nhâm Tuất nữ mạng gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ, hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành,
là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, cát bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Cách hóa giải vận hạn. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn địa giỗng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong 3 tháng cuối năm 2024. Chương trình xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.